từng tồn tại vào khoảng 300 triệu năm về trước. Thế nhưng đừng có mà nhầm lẫn nhá, em nó không phải là khủng long đâu. Minh chứng rằng thủng ruột nhưng vẫn sống khỏe, sống tốt. Bacriodimenocodon đặc trưng với một cánh buồm lớn trên lưng, thích ngủ hơn là thích làm. Đặc biệt yêu thích tiếng kèn harmonica của Askasan. Sở hữu hai lưỡi cưa trên cơ thể, và cái hay là chúng ta đều có thể thao tác được. Bộc long vũ trang Abrainonocodon. Màu xanh của em nó thực sự phải nói là quá đẹp. Chi tiết lưỡi cưa máy được làm bằng một màu nhựa clear phải nói là trên cả tuyệt vời. Việc sử dụng cánh buồm phá cách để trở thành một món vũ khí hiện đại cũng phải nói là rất tinh tế. Không nói nhiều, kiểu nó bị ok ấy nhỉ.